Đây là một trong những phần việc mà chúng ta có thể làm trong những ngày mà vừa làm việc tại nhà cách ly Covid nha các bạn. Đấy là gì? Đấy là mình có thể thay chậu cho cây, để mình chăm sóc cho nó tốt hơn, chậu cho nó đẹp hơn. Thì cái chậu này là tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Tôi sẽ dùng một cái cây gọi là thép mà có bọc nhựa này. Cái cây này là cái thép mà để người ta hay hay dùng để nắn cái bông của cái cây bông hồ điệp ấy. Mình cắm xuống. Thì có thể dùng biện pháp để cố định là cái kẹp bướm này. Đấy. Với một cái thân ngắn như này thì chỉ cần một cái kẹp này là nó đứng im rồi. Đây là sau đó thì mình sẽ lấy thêm cái tí nữa sẽ cho thêm một chút giá thể, chút dớn rêu sâu, chút rêu sâu để cho nó giữ ẩm, phủ lên cái bề mặt này là ok. Đấy, như vậy là mình sẽ có ngay một chậu lan. Đấy các bạn thấy mầm gốc nó lên rất là khỏe. Với những cái thân ngắn như này chỉ cần một cái kẹp này thôi. Còn nếu mà các bạn không có kẹp này ấy, thì các bạn có thể dùng cái dây thít này, dây thít nhựa này cũng được. Dây thít nhựa này thì rất là đơn giản thôi, là mình có thể thít hai cách nhé, thít theo chiều thuận hoặc là thít theo chiều ngược. Thít theo chiều ngược ấy, nhưng mà cái cây này giờ nó không còn phát triển nữa thì chúng ta thít theo chiều thuận. Thít theo chiều thuận là gì? Là khi mà mình rít theo đúng chiều này thì nó sẽ khóa cái dây này lại, không rút ra được. Nhưng mà nếu với những cái cây mà nó đang còn phát triển đấy thì mình sẽ thít theo chiều ngược lại như này. Đấy, chiều ngược lại như này. Thì nếu mà cái cây nó lớn ấy, thì mình có thể nới nó ra được. Đấy. Còn nếu mà mình thít theo chiều này ấy, là mình cắm vào là chỉ cắt dây thôi. Thì trong trường hợp này thì cái cây này nó không còn phát triển nữa. Thì mình sẽ thít theo chiều thuận. Đấy. Trong trường hợp này sau khi thít xong, nếu mà không có cái kẹp bướm thì mình có thể thít như vậy. Và giờ lấy cái kéo cắt cái đoạn thừa của cái cây dây thít này đi là nó được một cái chậu lan. Ok, bây giờ chỉ cần phủ thêm chút vỏ thông, hoặc cái trong trường hợp này vỏ thông nó sẵn rồi thì chỉ thêm tí rêu sâu ở đây cho nó giữ ẩm là cây này cứ thế nó phát triển thôi. Đấy. Một cách nữa là nếu mà không có dây thít cũng không có kẹp bướm thì có thể dùng cái dây gọi là dây ở thép bọc nhựa này, mình cũng có thể quấn lại. Cái này tôi làm minh họa thôi nhé, bởi vì tôi đã dùng cái thít kia, thít nhựa cái rồi. Đấy, ví dụ như vậy, sau rồi mình chỉ cần xoáy tí thôi cái đoạn thừa này cắt đi. Đấy, là cây nó cố định ở đấy. Rất là đơn giản. À, rất là nhanh chóng và đơn giản là có thể có được một cái thay cái giá thể cho được một cái chậu lan. Và chúng ta xem là những cái giá thể nào, cái chậu nào ấy, chậu lan nào mà giá thể nó bị mốc này hoặc là nó bị mùn nát quá thì mình đem mình nhân cái những cái ngày nghỉ lễ, không phải nghỉ lễ là theo theo kiểu nói vui của anh em, tức là nghỉ phòng cách ly, phòng phòng chống dịch Covid ấy, thì mình thay luôn, thay giá thể, thậm chí là thay chậu cho nó đẹp, thay móc
cho nó đẹp, nó đồng bộ, nó đẹp thì mình sẽ được cái giò lan, chậu lan nó ưng ý hơn. Một cái phần việc thứ hai là mình có thể xem một số những cái chậu lan nào mà nó cái chậu của nó nhiều quá ấy, nhiều thân quá rồi, nó phát triển nó bị chật chậu rồi, mình có thể tách ra và mình trồng, tách ra trồng mới. Thì đây là tôi có một cái cụm gọi là cây báo hỉ, hoa báo hỉ nha các bạn. Hoa báo hỉ này màu đỏ rất là hay. Cái hoa này thì nó mà cứ đủ năng lượng, cái thân nó khỏe là nó bung hoa rất là bất ngờ. Chính vì thế cho người ta gọi là như kiểu là hoa báo hỉ, tức là mang bất ngờ, mang đến niềm vui. Thì mình cũng dùng một cái, tôi cũng dùng một cái cây thép nhựa để làm trụ. Rất đơn giản thôi. Đấy, sau đó thì mình đặt cái này vào đây. Đặt cái này vào đây. Và bây giờ lại có thể lại như lúc nãy, như cái việc mà thay chậu kia, là mình có thể dùng một cái dây thép bọc nhựa này để mình buộc cố định nó lại. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Giờ mình cắt bỏ cái đoạn thừa này đi. Treo lên giàn, tưới nước cho nó và phun thêm hùng nguyễn để cho nó ra rễ. Hoặc là sử dụng Terasoc 4 hoặc là N3M, một loạt các cái chế phẩm mà để mà kích rễ, để cho nó ra rễ mới và nó ra cái mầm mới. Ở đây trông nó như que củi này thôi nha các bạn, nhưng mà nó không chết đâu, và sang năm nó sẽ ra, nó sẽ thành một cái chậu báo hỉ rất là đẹp. Đấy. Một cái phần việc thứ nữa có thể làm được trong những cái ngày mà gọi là vừa phòng dịch vừa cách ly và làm việc này, đấy là nhổ cỏ nha các bạn. Các cái chậu lan ấy thì vì rất nhiều lý do cho nên nó sẽ có rất là nhiều cỏ nó mọc lên ở trong cái chậu này, và nếu mà chúng ta không nhổ nó đi ấy, thì về sau này sẽ có những cái chậu lan mà lan thì chả thấy đâu nhưng mà cỏ thì lại thấy bạt ngàn, rất là tươi tốt. Thực ra thì mọi người có thể dùng tay hoặc là dùng cái nhíp. Những cái cây lan nhỏ quá thì có thể dùng nhíp, nhíp để nhổ. Đấy. Không có cách nào khác đâu các bạn ạ. Bởi vì là cái này thì nếu mà dùng thuốc thì chỉ có thuốc diệt cỏ thôi, mà nếu thuốc diệt cỏ ấy thì nó lại chết luôn cả lan. Trên chỉ có mỗi cách để nhổ cỏ thôi. Cái này anh Nguyễn Ngọc Hà anh đã làm rất là kỹ rồi. Đấy. Thì đây ví dụ như vậy là mình sẽ nhổ được, nhổ xíu thôi là nó hết. Và những cái lâu lâu nó lên những cái cây cỏ mới thì mình lại nhổ. Đây này, ví dụ đây nhé, có những cây nó rất là nhỏ xíu này. Đấy.
thầy cũng dạy tập quân điểu đây mà. Thì nhổ cỏ cũng là một cái việc thú vị lắm các bạn ạ. Vừa nhổ cỏ vừa thiền. Có những người thì bảo là không nên nhổ, nhưng mà để làm gì, để nó như là kiểu là cái cây, gọi là cây dự báo ấy. Nếu mà cây cỏ này nó bị khô thì tức là là nó bị thiếu nước. Thế nhưng mà thực tế thì đây, nếu không ấy, đây này các bạn này, như cái chậu này nếu không nhổ thì cái này nó sắp lút hết rồi thì phải nhổ đi thôi, chẳng có cách nào cả, không có cách nào cả các bạn ạ, phải nhổ thôi. Cái giá thể này ấy, thì có một số người nói rằng là có một cái cách là để cho nó hạn chế cái cỏ ấy, thì khi trước khi mình trồng thì mình sẽ đem luộc nó đi, luộc cái giá thể, ví dụ như là vỏ thông hoặc là các loại giá thể thì mình đem mình cho vào nồi ấy, đổ nước vào luộc lên, luộc thật kỹ đấy. Thì các cái hạt ở trong đấy nó chết đi thì nó sẽ đỡ mọc, thì đấy cũng là một cách, nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng làm được như thế. Thì chính vì thế thì kiểu gì là cỏ nó cũng sẽ mọc thôi. Chưa kể là mình luộc thì nó cái hạt ở trong đây nó có thể chết. Nhưng mà ở trong, ví dụ như ở nhà đâu tôi đi chẳng hạn, là xung quanh rất nhiều cây. Cho nên là ví dụ các loại cỏ nó ra hạt. Sau đó thì cái quả, cái hạt nó lại theo gió nó bay đi vào các cái chậu này. Thì các cái chậu này thì nó sẽ trở thành cái môi trường lý tưởng, vì là độ ẩm này, rồi có dinh dưỡng này, thế là nó lại phát triển mạnh ở đây thôi. Cho nên là cái việc luộc ấy thì nó chỉ được cái lúc thời gian đầu tiên thôi, còn sau đó thì nó vẫn bị nha các bạn. Đấy, đây là một cái cụm cây phẩy rồng tôi trồng vào cái giớn củ lần xay. Lúc nãy thì nó đầy cỏ, nhưng mà bây giờ thì nó đã hết cỏ rồi. Đấy. Còn phía dưới này có một vài cái này. Thì những cái này là những cái mà mình có thể cân nhắc là bỏ hay là giữ. Bỏ cũng được, mà nếu giữ thì để làm cây dự báo cũng được, nó không sao cả. Nhưng mà trên bề mặt này thì là mình nên bỏ nó đi. Có một số cái thì nếu không bỏ thì nó sẽ hỏng hết cây. Đấy, những cây này mà mình không nhổ nó đi thì nó lấn hết. Đấy, cái mầm nó đẹp như này nhá, nhưng mà cỏ nó lấn hết rồi còn đâu. Quay bằng một tay, tôi làm bằng một tay cho nên là hình nó có thể sẽ không đẹp lắm nhé các bạn thông cảm. Đây là cái bông hài này, cây hài, nhưng mà đấy, trong vườn nó nhiều côn trùng quá các bạn ạ, cho nên là cái cây hài này gọi là cây hài mau đi ê. Mọi người cứ hay nói vui là gọi là mau đai đấy, mau đai nó mau chết đấy, gọi là mau đi ê. Cây này búng ra là bông của nó rất là đẹp, nhưng mà nó bị côn trùng nó cắn nụ, nhưng khi nó nở ra thì nó bị đúng cái mũi. Hôm trước trông nó giống hệt như là đeo khẩu trang phòng dịch ấy, phòng dịch Covid ấy. Nhưng hôm nay thì nó thành cái mũi sứt luôn rồi. Đấy. Và cái này nó cũng rất là nhiều cỏ ở đây. Thì mình cũng nên nhổ nó đi. Ok chưa các bạn? Đấy, thấy chưa? Chỉ mất công mỗi chậu một xíu thôi là nó đẹp ngay. Còn rất nhiều nữa nha các bạn. Tôi sẽ làm sau, bởi vì chuyển sang phần khác để giới thiệu với mọi người mấy phần việc.
đấy. Một việc nữa là nếu mà ví dụ như là mọi người có kiếm ấy, có thể đem ra trồng kiếm nhé, trồng kiếm. Đấy. Trồng kiếm thì này để bên này sẽ đẹp hơn. Trồng kiếm thì cái này là tôi đã là chuẩn bị sẵn rồi. Đấy, tức là phía dưới này, ở dưới đáy chậu là lót bằng xốp, xốp để cho nó nhẹ và nó thoáng và nó cũng tiết kiệm giá thể. Sau đó thì đến lớp vỏ thông, đến lớp vỏ thông to, lớp vỏ thông to, sau này đến lớp vỏ thông nhỏ. Sau đó thì đến một lớp giá thể hữu cơ của cao cấp của kim trần. Sau đó thì cho một ít đây là cái cũng là phân hữu cơ kim trần, dùng hai cái thanh hoặc là một thanh cũng được, cái cây thép, cây thép để mà bọc nhựa để mà đấy, để mà kiểu cố định hoa, hoa hồ điệp cắm để làm cái khung. Thì sau đó thì mình đặt cái cây kiếm mà trồng nổi, kiếm cố gắng trồng nổi lên. Cái này thì là mình sẽ cố gắng mình vuông cho nó cao lên một chút. Đó. Tí nữa mình sẽ bổ sung thêm giá thể ở đây để cho nó đẹp. Thêm ít rêu sâu ở đây nữa này để cho nó giữ ẩm tốt. Đấy, đây nhá, lưu ý này, nhẹ nhàng cẩn thận nó bị hỏng cái mầm này. Thì bây giờ là để như này cũng được rồi, nhưng mà nếu cẩn thận đấy để cho nó tránh bị xô nữa thì có thể buộc thêm một cái nữa, dùng cái dây thép bọc nhựa này. Vậy là xong, có được một tác phẩm rồi. Tất nhiên là cái khung thép này thì nó hơi mềm, nó không đẹp lắm, nhưng mà đại khái là như thế, nó có thể nhanh chóng tạo được một cái gọi là tác phẩm kiếm. Sau khi mà nó đẻ con ra thì bao giờ mà nó đầy chậu này thì lúc đấy ta lại tách, nó lại tách ra. Đây là cái cây kiếm, gọi là cây ngọc kiếm nhé các bạn. Cây ngọc kiếm, hoa trắng mốt như là ngọc. Và này nó là đặc biệt ở chỗ là nó là cái dòng mà nó có hương thơm. Đấy, như anh Trần Tuấn, cụ Trần Tuấn, hiệp sĩ Tầm Lan ấy, cũng nói là lần đầu tiên gặp một cái cây kiếm, ngọc kiếm mà nó lại có hương thơm như thế. Cây này nó cũng khá là đặc biệt. Các bạn xem video ở trên Hoa Lan TV. Hôm vừa rồi tôi tách cái chậu này đấy. Thực ra cái chậu này ông bảo là đã đấy, trồng rồi. Đó. Ồ, mình nhờ. Một việc nữa, trong những ngày mà gọi là phòng Covid ở nhà cách ly toàn xã hội trong vòng 2 tuần ấy, đấy là nếu mà có lan nở hoa thì ngắm hoa nha các bạn. Ngắm hoa là một thứ thú vui, nó thực sự là nó rất là tuyệt vời. Nó cái cảm giác nó rất là lạ, rất là hay.
khi mà cắm những cái giò hoa nở như này thì cảm thấy như là bao nhiêu cái mệt mỏi của một ngày đi làm nó cũng tan biến luôn. Đấy, nên là ngắm rất là thú. Đôi khi ngắm hoa và ngắm cả mầm gốc, ngắm mầm gốc cũng rất là sướng. Đã nhìn thấy những cái mầm gốc này thời điểm này nó phát triển ra từng ngày. Đấy, đây bên này giò này to khổng lồ luôn, hơn chục thân đa hoa rực rỡ, mầm gốc thì vô biên. Đây này là Hawaii, còn đây là vũ nữ này. Đấy, vũ nữ này, các loại vũ nữ rất là yêu, đây là gọi là vũ nữ bút chì, vũ nữ bút chì. Đấy, còn đây là một cái chậu cát, nó mới đang hé thôi, mới đang hé chứ chưa bung hết nhá. Cái này độ ngày mai kia nó mới bung hết. Đây là kiều này. Đấy, kiều này cánh nó mỏng tang các bạn, cánh rất là mỏng manh, rất là mỏng manh mà thơm. Ngắm hoa cũng rất là sướng. Cái này mà đây là cái giàn này là tôi đang treo cao, chứ nếu mà ở lên trên giàn trên kia mình có một cái chỗ để ngồi uống trà, xong rồi vừa uống trà vừa ngắm lan, hoặc là ví dụ như là cái cây, cái hoa của cái cây thủy tiên, gọi là ở miền Nam gọi là thủy tiên hay miền Bắc gọi là kiều này này, mình có thể nếu nó nhiều quá như này, cái này không phải nhiều quá nhưng mà ý là nếu mà có những cái chùm hoa như này mình có thể gọi là ngắt bớt một chùm đi, ngắt bớt một chùm, xong thì lấy những cái bông này ra, vặt những cái bông này, vặt những bông ra như thế này, xong rồi cho vào dùng nước sôi để hãm, uống trà rất là thơm, rất là thơm và rất là ngon. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn phải lưu ý là phải đảm bảo là cái cây của bạn nó sạch, tức là tối thiểu là phải trong vòng khoảng 2 tuần các bạn không phun phân thuốc gì mà nó dính lên cái giỏ lan hay là những cái nụ hoa này, nếu không thì mình sẽ uống cái độc tố vào người thì nó sẽ không tốt. Đấy, nhưng mà nếu mà hoa sạch thì uống sẽ rất là ngon, thậm chí là cái hoa tươi như này mình có thể ăn cũng rất là ngon, ăn được nha các bạn, ăn cũng rất là thơm. Đấy, đây là một cái chậu, đây là một cái chậu gọi là thạch học tía, một loại lan thuốc này. Cái lan thuốc này nhìn nó nhỏ xinh, hoa rất là đẹp. Cái này thì trồng lâu rồi nhưng mà cái giá thể nó bị thôi mất nhiều, nên hôm vừa rồi tôi có bổ sung thêm một ít giá thể hữu cơ kiên trần vào đây, các bạn nhìn thấy không, rễ nó đang lao ra rồi và ra hoa rất là đẹp. Cái này thì năm tới này thì có thể là nó sẽ phát triển tốt hơn. Nhà đang có khách các bạn, thế nên là chó nó cứ cắn rộ lên, các bạn thông cảm nhé. Một trong những cái việc mà chúng ta có thể nên làm trong những cái ngày mà cách ly phòng chống dịch Covid, cách ly xã hội, là mình sẽ kiểm tra các cái mầm gốc thường xuyên hàng ngày nha các bạn. Nếu không kiểm tra thì rất có thể là cái mầm gốc này nó sẽ bị sên, nó ăn mất lúc nào không biết. Đây này, các bạn thấy không? Đấy, cái mầm gốc nó nhú lên, sên nó sơi, nó cụt luôn. Nó cụt, thì khi nó cụt rồi, nó mất cái mầm gốc rồi, thì là nó tức thì nó ra một đống ki để mà sinh tồn ấy. Nó ra đống ki ở đầu ngọn này. Nhưng cái trò là cái chậu này hôm nọ buộc ở đây, nên là có người đi qua và vào thì nó gãy luôn. Thôi không sao cả, để đây để nhân ki thôi. Nhưng mà cái này thì đây, bên này thì vẫn còn mầm gốc này các bạn. Nhưng mà lúc này là lúc nó nguy hiểm nhất, mầm nó non này, mầm non như này là rất là dễ ốc nó sơi. Thế thì thường giờ này thì ốc nó chưa ra, lúc này tôi đang quay là chiều tối,
có thể tầm khoảng độ 8-9 giờ tối, thậm chí 10 giờ đêm thì ốc nó bắt đầu nó mới ra. Đây này các bạn thấy không, cái chậu này vẫn có nguyên vỏ ốc này. Cái vỏ này thì là con ốc đã chết rồi. Đấy, như đây các bạn thấy không, mầm gốc này, mầm gốc này. Đây là một cái cây ám tuyên quang. Hôm trước anh Bằng ở trên Hà Giang anh tặng quỹ một ki, tặng tôi một ki chuyển về, nhưng mà vận chuyển qua bên đường bưu điện về đây lăn lông lốc này, nó gãy nó dập nát, nên là anh Bằng cũng xác định là cũng trao đổi với tôi là thôi anh, tôi giữ lại để chăm cho nó phục hồi đã, rồi khi mà nó lớn thì phát triển thì sẽ chia, sẽ đấu giá vào quỹ một phần, ví dụ như cái ki này, còn cái ki nhỏ này thì là tặng cá nhân. Đấy, thì cái này bây giờ nó đang lên hai cái mầm gốc này, hai mầm gốc này là hoàn toàn tự nhiên nhé. Cái chậu này cũng nguyên bản của anh ấy trồng, anh gửi cả chậu luôn. Bên này cũng lên một mầm gốc này. Nhưng mà như vậy là cái giá thể này ở đây là nó rất là dễ có ốc. Và ốc là nó sơi mầm gốc. Thứ hai nữa ấy, một cái thứ nữa cũng hay sơi mầm gốc, đấy là chuột. Đấy, con chuột nó cũng hay sơi mầm gốc lắm. Thế thì chuột thì mình sẽ phải canh và mình phòng ngừa nó bằng cách khác thôi. Bà chuột, bà chiếc các thứ dùng các thứ để làm, đấy là một cái việc phòng ngừa khác. Nhưng riêng với ốc thì đây này, các bạn thấy cái viên xanh xanh này, nó là cái bả ốc tôi giải ở đây, để nếu mà những con nhỏ nó lên nó ăn ấy, thì nó sẽ tèo. Mà cái vỏ ốc vừa rồi rất có thể là nó ăn cái con, ăn cái bả ốc này, cho nên là nó đã tử nạn rồi. Nếu không có cái bả ốc này, khả năng nó đã sơi cái này bắt đầu. Nhưng cái bả này nó cũng không tuyệt đối, mà có những lúc nó vẫn sơi mầm gốc. Tại vì nó, ví dụ ở đây nó bò chỗ khác, mà nó vào đây nó gặp cái này nó sơi luôn. Thì mọi người, một số người thì hay có dùng cái kiểu như là cái miếng bầu này, bầu bí rồi nọ kia cái thứ, tóm lại là cắt cái miếng quả xanh ấy, để ở đây. Thì thường những cái con đấy nó vào nó sẽ ăn cái đấy, nó có cái, nó nhiều nước mà nó có cái hấp dẫn nó, thì nó bò vào nó ăn. Cái buổi tối ra gật cái đấy lên nó bắt. Đấy, bắt ốc, bắt sên, bắt cuốn chiếu nọ kia cái thứ. Thì để tránh cái việc mà nó sơi mầm gốc. Thì riêng ốc này ấy, nhiều người chỉ lên vào lúc soi nó vào lúc khoảng độ 7-8 giờ tối, không thấy gì, nhưng sáng hôm sau thì vẫn thấy cây bị cụt. Là vì có những cây con ấy, nó chui ở dưới này. Đến đêm, 9-10 giờ đêm ấy, thậm chí có khi 12 giờ đêm nó mới mò lên để nó sơi. Cho nên là yêu lan là phải chịu khó lọ mọ ban đêm để soi mò cua bắt ốc ban đêm là vì thế. Thì nếu mà bắt được ốc thì cũng hạn chế được cái mầm gốc. Nhưng cái giống bình thường này không sao các bạn. Ví dụ như một cái ki 5 cánh trắng trị giá khoảng 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu thậm chí hơn, mà nó sơi mất cái mầm gốc, có nghĩa là nó sẽ sơi mất, gọi là bữa nhậu tiền tỷ đấy. Không, chưa đến mức tiền tỷ nhưng mà gọi là tiền triệu. Tức là bởi vì nếu cái mầm gốc ấy nó lớn lên thì nó có thể, ví dụ như Phú Thọ chẳng hạn, một cái mầm gốc 5 cánh trắng Phú Thọ mà nó mà mọc lên, nó dài khoảng độ 30 cm đi, nó cho là cái mức thấp 30 cm. Thì nếu theo giá thị trường bây giờ cứ tính nhẹ nhàng nhất khoảng 700 ngàn đến 800 ngàn cm. Đấy, thì là cũng phải mất 20 triệu. Cho nên là những con ốc này nó thường nó hay nhậu những bữa nhậu gọi là đắt tiền lắm, nên mọi người lưu ý.